chưa? Duyên đẹp quá. Chưa? Yêu dạ. Chào chị tên gì ạ? Mình tên là Kim Chi và xin rất là vui, rất là được tham gia chương trình này. Xin chào bốn vị người chơi tham gia chương trình và anh đại diện dễ thương nhất. Dạ. Chào Kim Chi. Kim Chi. Dễ thương không? Cái giọng nói cũng ngọt ngào, dễ thương. Thông nữ vùng cao, tại sao chị Kim Chi lại chọn bộ trang phục này? Có phải là quê quán chị ở đây không ạ? Chút nữa Kim Chi sẽ trình bày một cái tiết mục có liên quan đến rừng núi. Dạ. Chị ơi, chị đang cầm hai con gấu bông, tí gì tặng em á, phải không? Đó đạo cụ, tay biểu diễn đó. Ủa vậy hả? Em tưởng quà tặng. Rồi cái sở thích về giải trí của chị là gì? Giải trí thì chị thích ca hát. Thần tượng của chị là ai ạ? Là Sư Black. Sư Black. Hàng chơi hát rừng núi là đúng rồi. Hợp lý. Cầm trên tay không phải là con gấu bông như là Thịnh Tú Trung nói đâu, mà là con rối, rối tay, và đó cũng là tiết mục mà cháy sẽ biểu diễn cho chúng ta xem. Mời chị Kim Chi nha. Em xin chào. Em là Ít Xanh. Em ở đồng bằng sông Cửu Long ạ. Xin chào cả nhà. Chào em. Chào Ít Xanh. Còn em ở rừng núi, em là gấu đỏ. Mình sẽ trình bày nhạc phẩm của Nguyễn Cường, đó là bài Ly Cà Phê Băm Mê. Giọng mạnh đó nha, giọng mạnh đó. Ly cà phê như mùa nói của em cứu gì. Thế là khói mùa xuân hương bay thật là tóc vẽ chung anh. Bây giờ tới Ít Xanh sẽ trình bày nhạc phẩm im dịu dễ thương nè. Mình sẽ hát bài Hoàng hôn màu tím. Chiều chiều chim dinh kêu chiều bâng khuâng nhớ bạn. Chớ bâng khuâng nhớ bạn mà chính chiều ruột cơn. Chị Kim Chi và hai bạn Ớt Xanh với lại bầy gấu đỏ. Nhưng mà nè, thấy không, cái hơi của chị rất là mạnh. Khỏe. Có nghĩa là cái độ tuổi của chị chưa có phải là nhiều lắm đâu. Đó. Thôi bây giờ mình đoán đi, sau khi mình xem chị trình diễn luôn rồi. Anh bao nhiêu? Mình chọn cái số chứ. Anh bao nhiêu? Anh nó theo anh là khoảng chừng không, hỏi em không thấy cho em nhiêu. Đoán được không anh? Người ta hỏi lâu quá. Chú Trung, em đoán trước đi. Em đoán chị Kim Chi 43 tuổi. 43 tuổi. Em nghĩ là không qua 40. Em xin lỗi vậy chi nha, nhưng mà tại vì trò chơi mà dạ. Năm nay mình cũng phải nói tuổi trước mặt người phụ nữ đẹp như chị. Tại vì nhìn chị còn rất là son sắc á, còn chị quá. Rất là thanh xuân luôn đó. Tại vì cười nhiều, giống như anh em mình cười nhiều, trẻ nhiều. Dạ. Chúng ta làm cũng phải tầm trên dưới 40 thôi à. Nhích xe xuống xíu đó. Em đoán là dưới 40. 39 đi cho nó thần tài. Ok, 39 ha. 39. 39 tuổi. Đội quà rất thơ và quỳnh lập. Anh sẽ cho hai đội chơi một gợi ý như sau. Sự kiện đáng nhớ. Cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ lần thứ 12 được tổ chức tại Mỹ với chiến thắng thuộc về Hoa hậu Brazil. Em có được hỏi chị Google không? Không. Chị Google bây giờ tạm thời khóa cửa nhốt chị trong nhà đi. Không nhớ nổi. Không nhớ được. Em thậm chí em còn không biết luôn. Đây là cuộc thi thường niên mà. Lần thứ 12 rồi, giờ lần thứ 4 mấy đúng không ta? Không biết lần luôn. Lần thứ 3 mấy? Qua trong đây, số 5. Đây, Hoa hậu bên đây nè. Mà lần thứ mấy? Đó, bên kia là Hoa hậu hơn. Hoa hậu hơn. Thôi mình sẽ dựa vào cái trực giác của mình đi anh. Để sẽ không phải là 39. Ừ, dưới 39. Đáp án cuối cùng của chúng ta như thế nào? Hoàng rapper 35. 35. 35. Mời qua hậu Hương Giang. Ok. Thôi để nhường cho khách mời đi. Dạ. Yeah. Theo em thì năm nay là Miss Universe sẽ là vào rơi vào một cái khoảng rất là đẹp, là khoảng tầm lần thứ 48 hay là lần thứ 50 gì đó. Nên là trừ cho 12 ra thì chị sẽ khoảng tầm 37 tuổi ạ. 37 tuổi. Xin hỏi chị Kim Chi, đội của Hoàng rapper và Quỳnh Lập nói chị 35 tuổi là đúng hay sai? Hồi hộp quá.
tim cho chị nè. Chia buồn với các bạn là hoàn toàn sai không? Hoàn toàn sai. Hoàn toàn sai luôn. Chứ nó hoàn toàn luôn. Trời ơi trời. Vậy thì bây giờ chị cho mọi người biết tuổi thật của chị là bao nhiêu ạ? Tuổi thật của chị Chi là sinh năm 1963. Trời ơi. Là năm nay chị Chi 55 tuổi. Tuyệt vời. Nếu như vậy mà chị rất là trẻ. Còn nhìn còn rất trẻ luôn á. Ôi trời ơi, là chị Chi ơi, không có thể thật sự là ông chị tin nổi luôn. 60 mấy luôn. Không, em ngồi chương trình này rất là lâu, em biết là những người phụ nữ mà họ yêu nghệ thuật đó họ rất là trẻ. Nhưng mà trẻ như chị Chi thực sự là hiếm có mà luôn đó. Thật sự. Dạ. À, hiện nay công việc thật của chị Chi là gì ạ? Chị cũng là diễn viên. Bởi vì chị cũng là nghệ sĩ. Công việc của chị rất là thuận lợi nè không? Và mới đây thì Chi cũng được ở bên Nhà văn hóa quận 3 mời về làm bên diễn viên kịch ở bên sân khấu của quận Nhà văn hóa quận 3. Cảm ơn chị rất nhiều. Có tâm hồn nghệ sĩ cho nên là chiếc tư trẻ như thế. Cảm ơn chị Kim Chi đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt chị ạ. Cảm ơn. Xin chào mọi người. Quá bất ngờ thôi mà. Chương trình này đã có những người lớn tuổi nhưng mà bên ngoài họ rất là trẻ đến tham gia. Nhưng mà với chị Kim Chi này thì hoàn toàn làm chúng ta sửng sốt bởi cái sự trẻ trung của chị ấy. Và chính vì chỉ cái số tuổi nó chênh lệch quá lớn so với số tuổi mà các bạn đoán á, cho nên là bây giờ trừ điểm cũng mệt mỏi luôn đây. Lần đầu tiên mà sai số lại nhiều vậy. Sai số nhiều như vậy. Nãy Hoàng đoán nhiêu Hoàng? Dạ, ba mấy quên rồi. 35. 35, chỉ 55, chênh lệch tới 20 tuổi. Má mà ơi, trời đất ơi. Mà nhân 4, nhân 5 gì là hết điểm luôn rồi. Nhân cho 5 đúng không? Ủa, nhân 5. Ủa, ví dụ mà trừ hết điểm luôn còn được chơi nữa không? Là thua luôn rồi đó. Là ăn điểm luôn đó. Làm đúng rồi điểm 5. Ngưng dạ, liền chương trình luôn lần đầu tiên trong chương trình âm chúng tôi có một cái trường hợp là âm điểm. Âm 3 điểm. Âm 3 điểm. Rồi đó. Phá sản. Ủa? Phá sản. Như vậy anh? Phá sản. Mà mới gì mà chơi nữa? Bên kia cũng âm kìa. Nhưng mà bên đây, nãy đoán nhiều. Dạ, 37. 37 tức là mình chênh lệch 18. 18 mà nhân 5 chục vẫn còn 4 điểm anh. Nhân cho 5 là 90. Đúng không? Còn 4 điểm. Còn lại là ôi trời ơi, vẫn còn điểm em ơi. May quá. 4 điểm mà vẫn đậu. 4 điểm mà vẫn đậu, không có tin được. Ủa, em mà em nào chơi không hay lại giờ em đi về chứ giờ em đó nghe. Hồi nãy đó đúng chị thông thái quá giờ em về dữ vậy nè. Trời ơi trời. Nãy mọi người ca ngợi Quỳnh Lập, người kia là Quỳnh Lập có con mắt tinh tường. Với đối tượng chơi thể thao thì ok ạ. Đúng rồi, đúng không, rồi. Nói chung là Quỳnh Lập đón tuổi con trai là chính xác chúng bóc hết trơn luôn á. Con gái thì chưa biết. Dạ thưa quý vị, lần đầu tiên nha, trong chương trình của chúng ta mà có một cái điểm số nó như thế, đội Quỳnh Lập và Hoàng Rapper âm điểm. Tức là đương nhiên các em sẽ phải dừng cuộc chơi tại đây, không được tham gia vòng cuối cùng, chỉ được quyền ngồi và góp ý. Còn đội Hương Giang và Trịnh Tú Trung, thưa quý vị, ít ra còn được 4 điểm. Trời nhiều ghê mô. Vinh dự quá. Cái dòng tiếp theo là không làm chắc. Chưa Lạp ơi, cái dòng sau nó còn ê chề lắm. Bởi vì sao? Bởi vì dòng sau á, mình có tới mấy cái lần được đoán lận. Đến vòng cuối cùng đi, rồi mình sẽ thấy cái sự ê chề nó như thế nha. Thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với vòng cuối cùng của đoán tuổi như ý.